ta sẽ tới. À da. Y y. Cái bụng của tôi. Rồi. Mình vẫn mua thêm một đôi giày. Đôi giày này là đôi giày Fila mình mua ở Main Store với giá 1.190.000. 1.190.000, phí ship 40.000. À, lần đây lần đầu mua giày mà mua cho lắm. Ô sao bị ướt ta? Ướt. Chắc là ship tới vào lúc trời mưa. Chắc vậy á mọi người ạ. À. Mình không có ở nhà nên mình đã nhờ mẹ mình lấy đồ cho mình. Đây rồi. Đây Fila. Đây là đôi Fila đầu tiên mà mình sở hữu. Mình đã mua gần như hầu đủ các hãng rồi, chỉ có Fila mình chưa có. Tần tần. Đây là đôi Fila mình mua. Size 38 rồi mọi người ạ. À. Ủa nghe nói là có một cái dây, một cặp dây. Đây. Một cặp dây dự phòng. Và đôi giày đây màu trắng kết hợp với màu hồng. Lần đầu tiên mình mua đôi giày màu trắng kết hợp màu hồng luôn. Đây là lần đầu tiên luôn. Có cái gì ở đây ta? À, vệ sinh giày. Giới thiệu vệ sinh giày. Và mình sẽ đi thử đôi giày này. Đổi đồ tiệm. Ây ạ. À. Ui da. Cái bụng của tôi. Giày vừa ha mọi người ha. Trời ơi. Lần đầu mua giày và mua đôi nào cũng vừa. Thật là đã quá đi. Trời ơi. Mà mình có lên search cái mã để xem phải giày chính hãng không ta. Mình nghĩ là lên. Mình biết coi mã của Nike với Adidas nhưng không biết mã của Fila như thế nào. Ồ nó không có cái mã nào hết là sao mà người ta sợt. Sao mà biết chính hãng hay không? Không có cái mã nào luôn mọi người ơi. Nó hàng vách hay gì thì sao? Không có luôn. Mẹ bây giờ phải nhìn mặt bắt hình rong hả? Tháo bên kia xem nào. Ây da. Bên trong cũng không có mã gì luôn, chỉ có size thôi mọi người ạ. Ở Nike Adidas thì mình còn kiểm được chứ cái này như thế này sao mình kiểm ta? Kiểm bằng mắt hả? Đường may cũng khá là đẹp. Đường may khá là đẹp nhưng bây giờ chắc là mình phải tin tưởng bằng tâm lý thôi mọi người ạ. Chứ không biết được là hàng chính hãng hay không. Tại vì thực ra là may thì khá là đẹp. Khá là ổn định. Ây da. Tìm cái chỗ ngồi nào cho nó. Nhưng mà nói chung là lần đầu mua về là mình thấy khá là đẹp, khá là ưng. Bây giờ phải tin tưởng ở cái Main Store này bán hàng xịn thôi chứ đâu có thể nào mà biết được xịn hay không nếu không có mã.